Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Hôm nay em lên sóng cho các bác tiếp tục lô loa Hansen của Audio King. Thì phải nói thế này là trước khi đi chi tiết thì em nói luôn, thực sự là nhà em bây giờ là vỡ trận, quá tải, thực sự là quá tải các bác. Vì là về một lúc gần 1.000 đôi loa, thực sự là em không biết là để ở đâu đó. Bây giờ em gửi mỗi nhà anh em một lô, cực kỳ là nhiều. Thực sự là bác nào mà đã quan tâm bên cửa hàng em mà xem những cái video ngày trước ấy, thì hầu như là ngày nào em cũng có hàng về, không ngày nào là khợ cho em không bóc hàng ra. Thực sự là hàng về liên tục, hai ngày hôm nay là về quá nhiều luôn. Em vừa mới, thực sự là khi mà quay clip này thì em vừa bóc xong một lô hàng rồi, gần 100 đôi loa nữa về, mà ngày mai người về, tức là trong một tuần là liên tục hàng về. Mà nhà em bây giờ thực sự là kho không còn nơi để, đã từ ngõ vào sân đây để em quay luôn cho các bác. Đây này, rất chi là nhiều, không còn nơi mà để đó, chỗ nào cũng loa đấy, từ ngoài sân đây có thấy không, ngập hết cả nhà mà em còn đi gửi rất là nhiều nữa. Cho nên mà clip này em đăng lên không phải là để giới thiệu loa này nữa, vì loa này em đã giới thiệu rất kỹ rồi. Bát tép phân tần rồi nguồn gốc xuất xứ của nó tất tần tuột em đã giới thiệu rất kỹ trong cái clip trước đây. Các bác xem video này các bác sẽ thấy cái đường link nó ngay ở phía trên góc tay phải màn hình ấy. Đấy, bác click vào cái đó các bác xem nội thất của nó nhá. Bây giờ em không nói lại nữa mà em nói luôn này, em thanh lý loa này cho các bác. Em thanh lý luôn, loa này là loa Audio King, tên là Hansen nhưng mà khẳng định các bác là loa Audio King các bác nhá. Hansen với Audio King là một. Đấy, em nói luôn là rõ thế. Sai đâu em chịu, em khẳng định là loa Audio King. Này các bác nhá. Có lẽ là các bác biết về Audio King nhiều hơn là Hansen, nhưng mà thực ra nó là một thương hiệu, hai thương hiệu của một công ty, giống như B3 và 3G. Các bác cứ tìm hiểu như thế là các bác. Còn lô hàng loa này bây giờ em bán xả kho luôn, và khẳng định các bác là giá loa 4 tép bằng rẻ bằng loa 2 tép cho các bác luôn. Giá 2.600.000 đồng các bác nhá, 2.600.000 đồng một đôi loa này, chưa bao gồm phí thay gân. Đấy, chưa bao gồm phí thay gân. Và em sau lô này em khẳng định các bác mỗi ngày em lên ít nhất là một lô loa thanh lý và xả hàng, thanh lý hoặc xả, tóm lại là thế. Và giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, giá cực kỳ là rẻ. Ngày nào em sẽ có, hứa các bác. Và em tạm gọi video lần này gọi là video xả hàng lần 1 các bác nhá, xả hàng lần 1. Sau này này sẽ có xả hàng lần 2, lần 3, lần 4. Có những cái loa tiếp theo em sẽ xả cả vang, cả mic, cả đấy nữa. Đấy, giá của nó loa nhá, loa này là 4 tép, em khẳng định là 2.600.000 đồng một đôi các bác nhá, bao zin bao xịn cho tất cả các bác. Và sẽ có những cái loa nó chỉ có hơn 1 triệu em cũng có. Đấy, tiếp theo để thợ em dọn em sẽ xả hết để lấy kho em làm vấn đề khác. Thì cái loa này thì tại sao em xả thì các bác là biết rồi. Có mấy cái lý do như sau. Thứ nhất là hàng em bây giờ quá nhiều, riêng cái lồng loa này bên Trung Quốc thực sự vừa rồi là em lấy cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, các bác thấy cực kỳ là nhiều luôn. Thì lô loa này là em xả luôn, em xả hết luôn. Tại vì là thứ nhất là lấy kho làm việc khác, thứ hai nữa bây giờ là vô cái mùa nóng, thực sự là hàng nó chậm, cho nên mà hàng quá nhiều em xả em bán. Và em khẳng định rằng là bác nào lấy thợ giá thợ như bán lẻ luôn. Đấy, các bác biết thực sự nếu như bác nào mà lấy cực nhiều thì các bác liên hệ trực tiếp với em sẽ ra lộc cho các bác một tí nữa. Chứ còn nếu như các bác cứ nhặt một vài đôi, khẳng định là thợ với lẻ em để giá bằng nhau, cho nên là cơ hội như nhau hết, thực sự là như thế. Còn nếu như bác nào mà lăn tan thì các bác cứ lên của Audio King 4 tép, hiện nay giá thị trường là bán bao nhiêu các bác sẽ biết được là bên em bán rẻ hay không các bác nhá, bán rẻ hay không. Thì cái lô loa này là tổng cộng của nó là hơn 100 đôi các bác, hơn 100 đôi. Đấy, em bán chỉ 2.600.000 đồng một đôi, loa là bao đẹp cho các bác luôn, đẹp hết và zin. Đấy, bác nào mà lấy gân zin thì em để gân zin, bác nào thích thay gân thì em cộng thêm 100.000 phí thay gân. Phí này em không lấy lời lỗi gì ạ, em thấy thuê người khác. Và bác nào mà đã đi thay gân loa là các bác biết là 100.000, nếu như các bác mà khách lẻ ra thay sẽ đắt hơn. Còn em là thay chuyên nghiệp thì hết 100.000 một đôi, đó là em lấy ra vốn em đi làm dùm cho các bác. Còn nếu như bác nào mà bảo là tôi không cần thay, lấy gân zin thì em sẽ lấy gân zin cho các bác. Tuy nhiên gân sẽ không bảo hành các bác nhá, gân sẽ không bảo hành. Các bác mua những cái gân cũ về các bác dùng không may mà rách hỏng gân thì các bác phải tự đi thay cho em, chứ bên em không bảo hành gân. Đấy, các bác biết nhá, tại vì là loa bãi thì gân của nó nói chung là không biết được khi nào nó hư cả, mà cảm thấy kém thì thay. Mà em khuyến khích các bác nếu như có điều kiện chúng ta thay đi. Thực sự là lô này em chưa thay. Bác nào mà lấy không thay gân thì ngay ngày mai các bác đặt hàng em sẽ ship hàng được cho các bác. Còn nếu như bác nào mà lấy thay gân thì các bác phải chờ em ít nhất là 2 ngày em mới gửi hàng được. Tại vì em thay gân em phải tháo ra, chở ra ngoài thành phố mà người ta thay mất 1-2 ngày.
đấy, thì em mới gửi cho các bác được. Đó là cái chia sẻ thật của em. Phải khẳng định với các bác là nếu như loa 4 tép này các bác mua không chỗ nào mà các bác mua được cái giá đó. Audio King là một cái thương hiệu hàng xịn, côn của nó là côn 51 các bác nhé, không phải là côn bé các bác. Loa này loa bass 25 4 tép thùng sơn sần mà em tút cho các bác là đẹp hết luôn. Những cái như thế này là em không bao giờ phải bác phải suy nghĩ đâu. Cái này là sơn nước đấy, đây này. Đấy. Cạo đây là hết, đấy. Hoặc là những cái mà nó chầy chầy như thế này bên em sẽ tút lại cho các bác, cái này là sơn luôn. Đấy, sơn nước nó dính vào chứ không phải là hàng xấu. Đây, như hoặc là mấy cái chỗ mà nó sứt sứt xèo xẹo như thế này bên em sẽ tút hết cho các bác đấy, trước khi gửi. Cái loa thùng này thì các bác biết là thùng sơn sần thì tút nó trong vấn đề là đơn quá đơn giản, phút mốt là xong ạ. Cái vấn đề đấy không phải lo. Còn hàng Audio King này là một thương hiệu nó lớn rồi, quá quen thuộc rồi. Không cần phải giới thiệu nhiều. Bác nào mà quan tâm thì cứ xem cái clip cũ của bên em sẽ đã giới thiệu hết rất rất kỹ trên đó. Mà nếu như bác nào bảo loa này tôi vẫn đang thấy đắt chưa đủ tiền thì mời các bác cứ đăng ký kênh của bên em. À, ngày mai ngày mốt bên em sẽ tiếp tục đăng ký lên tiếp. Có những cái loa chỉ tầm 1,5 triệu các bác, 1,4 triệu, 1,5 triệu cũng có cho các bác luôn. Cả gì em cũng có hàng. Đấy. Còn hàng bên em cực kỳ là nhiều. Em khẳng định các bác là rất rất chỉ là nhiều luôn, không bao giờ bên em hết hàng các bác nhé. Các bác yên tâm về cái chuyện là hàng thiếu. Còn hàng này khẳng định các bác là lô này nó chỉ có hơn 100 đôi em thanh lý luôn. Thanh lý để cho hết lấy kho em để bày hàng khác. Tại vì bây giờ là hàng về quá nhiều luôn, cực kỳ là nhiều mà thực sự là đến mùa nắng nóng. Sau cái clip này thì em sẽ test luôn cái chất âm của nó cho tất cả các bác chúng ta nghe thử cái chất âm của nó. Các bác nhá. Phần 2 của chất âm này thì cái loa này các bác phù hợp với những cái gì? Dùng cho quán cà phê nghe nhạc rung dưa, dùng karaoke gia đình. Nếu như chúng ta chưa có điều kiện chúng ta dùng một đôi này, em khẳng định với các bác ca cực kỳ là hay luôn, không bao giờ có cái chuyện các bác phải lo thiếu lời nhá. Sau clip này em sẽ test luôn cho các bác xem nhé. Đấy, phần 2 của clip này em sẽ test luôn cho các bác xem. Cho bác thấy được rằng là cái loa này có đúng như em quảng cáo không. Bây giờ em sẽ test luôn. Đây mời các bác nha. Giờ em sẽ test thử cái chất âm cho các bác nghe. Thì do là cũng sợ cái vấn đề bản quyền đấy, cho nên mà em chỉ mở nhạc sống như thế thôi này thôi. Còn là các bác muốn nghe về cái tiếng mic của cái dòng loa này thì các bác xem cái video sau. Nhưng sau cái video này em sẽ đăng luôn một lúc là 2 video. Thì cái video đó em sẽ hát. Hát thì chắc chắn nó sẽ đánh bản quyền. Tuy nhiên là em sẽ đăng một cái video khác. Trường hợp mà nó mà không cho đăng thì em sẽ xóa luôn cái video đó. Thì cái video sau đó em sẽ xét lên cái dàn cấu hình như thế này và báo giá luôn. Và giới thiệu luôn cả cái dàn này cho các bác nghe. Tức là các bác mà quan tâm về nhạc thì đây bây giờ nghe luôn cái video này của em. Còn nếu như các bác mà muốn quan tâm về tiếng mic hát có hay không, loa tiếng tép có hay không, tiếng micro có hay không thì các bác xem cái video sau của bên em nhé. Thì bây giờ em sẽ test. Thì test cái này thì em sẽ dùng một con đẩy Sumi, một con vang tăng và một đôi loa này. Đấy, em test một đoạn nhạc sống. Tại vì là bây giờ là test mà Bolero mà thuần tí không á sẽ đánh bản quyền và rất dễ là mất kênh. Thì bây giờ em sẽ đánh nhạc sống này thì nó sẽ đỡ hơn. Bây giờ em sẽ mời tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhá. Bắt đầu rồi. Dối em biết em chưa.
Chúng ta đánh giá về cái dòng loa này thì nói chung là nghe qua đây thì cũng không được chuẩn lắm đâu, nhưng mà em cảm thấy là cũng cố gắng hết sức thì cũng đánh giá được phần nào cái chất âm thực tế của cái loa. Thì tất cả những các bác mà quan tâm những cái hàng của bên em thì xin mời chúng ta liên hệ theo cái số điện thoại ngay phía dưới màn hình nhé. Vì sắp tới bên em là liên tục sẽ xả hàng, thì các bác đăng ký theo dõi kênh của bên em thì khi mà có hàng lên thì bên em sẽ đăng lên kênh, và bên em sẽ bên YouTube họ sẽ tự thông báo cho các bác. Thì đó là cái cách mà các bác được nắm bắt được những cái thông tin sớm nhất về cửa hàng bên em, để tránh trường hợp là một số cái hàng bên em xả nó khối lượng nó có ít, nó có một vài đôi thì chúng ta gọi điện thì nó hết rồi, tại vì là chúng ta không đăng ký kênh thì chúng ta không phát hiện ra được. Thì đó là rất nhiều các bác đã xem lại những cái video cũ thì nó không còn hàng nữa. Và em xin kết thúc video giao tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.